hết bão lộc chỗ này, cái cơn bão số 6 chưa dứt, rồi cơn bão số 7 nó ập tới nữa rồi. Đó, bây giờ mình có 3 cơn bão, bệnh nó 7 cơn bão rồi. Còn một nạn cổ kèo xa dách, người không tu sạch bách không còn. Sạch bách không còn người nào. Tới đời Thượng Môn Thiết Lập là không còn một người nào mà hung mà còn hết. Chết hết. Chứ không phải chết bây giờ hết nha. Chết dần dần. Chọn lựa mà. Cái thời kỳ này thời kỳ chọn lựa, thời kỳ lọc lừa. Mà ông ba ông nói nè, sàn với dần nhiều nỗi thon giòn, lọc lừa gạo cội như son đỏ đều. Bây giờ lọc, cái người nào mà hiền lành. Khoảng 10 bữa trở lại đây đó là cái cuộc đời này nó khổ lắm bà con ơi. Thầy nói khổ lao là sắp đến nơi rồi. Sắp đến nơi là ngài nói năm 1939, hôm nay là trải qua 84 năm rồi, là nó sẽ đến rồi đó quý vị. Mà đến sao? Thầy cũng có nói này nè. Thầy cũng có nói báo trước cho bà con đồng đạo trong nước và ngoài nước và thế giới nghe để mà phải tu hành cho sớm mới được. Đó, mà thầy nói đó, khổ lao đà nó sắp đến nơi rồi. Nhưng mà bây giờ 84 năm rồi, bây giờ là nó đến rồi đó. Mà thầy còn nhấn mạnh thêm một câu, thầy nói là kể từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi chung dung, người bảo ác không toàn thánh mạng. Đó, thì đây tới thì cái cảnh khổ mà thầy đã tả thêm, thôi cảnh khổ hậu gần. Cảnh khổ hậu gần rồi, gần bây giờ là tới luôn rồi chứ không có nói gần gì nữa hết trơn á. Nhưng mà nó tới từ giai đoạn, chứ không phải tới cái một, không phải tới đời mà tới cái một sụp trời chết hết, không phải vậy. Nhưng mà tới là cái sụp đất, sóng thần, bão lụt, thiên tai địa ách, tới cảnh chiến tranh, tới cảnh là đói khổ đó, đem đến cái sự cái màn trời sắp đặt cho mình, thấy cái đến cái cảnh khổ cho mình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng sanh gây nhân quả hầu nhiều kiếp tới bây giờ tồn tại là cái đời sau chót này, khúc sau chót này ổng mới, nó là trời mới trả quả cho nó hết nghiệp cho chúng sanh. Thật ra mình mới vướng nhiều cái tội nghiệp đó. Nghĩa là nước đó, mưa đó là đêm 30 đó là khoảng 9 giờ là ở tại Sóc Luân Phi, cái lộ đó chạy dài vô tới cái núi Tượng được đó đó, là cặp cái chùa đó thì theo chú cái hỏi cái bà con cô bác ở gần chùa đó đó, chú nói đó, 9 giờ thì có một đám mưa chứ có một đợt gió, nhưng mà gió với mưa là bình thường như một lần thôi chứ không phải gì mà mưa gió lớn. Nhưng mà không ngờ mưa bình thường thôi, nhưng mà ta la nước ở đâu trên núi nó chảy xuống ồ là đường xá gì ngập luôn, cái gì ơi ngập luôn, mà xe chạy á, sáng lợi xe chạy á là chết máy là 100 mấy chục chiếc, ngang đường nhiều khi sụp 3-4 tấc gì là rồi chạy qua rồi cái ướt mua đi rồi cái là tắt máy. Ở bên đây khô nè, nó tràn qua rồi là ở bên đây không có nước, bên đây khô nè, nó tràn vô nhà người ta luôn. Lúa rồi ngập trơn chứ. Lúa ở bên đây là ngập hết trơn luôn, lúa của mấy ông dân tộc đó. Ngập hết trơn kêu bằng dòm ống đàn như là cái biển vậy đó, không có thấy một cây lúa nào hết trơn. Nó ngập lên trên đúng vậy nè, lúa nó sống rồi còn. Lúa còn làm còn nó còn cắt gì được nữa không? Không, hư hết luôn. Lúa cũng gần dài chừng khoảng 10 bữa đó là thu hoạch rồi đó. Mà ông ngập lên cái bây giờ lúa ra hai nước dựt xuống là lúa nằm quẹp luôn, làm xong cắt bỏ luôn đó. Thì mấy ông liên tập hỏi lại thăm rồi, dân cũng hỏi vậy chứ, mấy ông YouTube cũng hỏi vậy chứ, như vậy rồi mình móc máy gì được không? Nó hư hết trơn rồi, đâu có móc máy gì được, 5-7 ngày dưới nước rồi đó. Thành ra cái này đó cũng nhờ cái ông nhà nước ổng xuống ta ổng giúp trong cái vùng đó bị lũ lụt như vậy đó. Rồi cái mưa thì người ta nói vậy nè, mấy ngộ nè, mưa thì mưa cũng bình thường vậy thôi chứ không phải lớn quá. Nhưng mà nước ở đâu mà ở chảy, nó chảy dồn xuống hoài ngập luôn, nó là qua cái đường lộ mà tràn luôn, tràn qua bên kia luôn là vô nhà người ta. Cái cô nói ngày trước là ngập lên chảy đến đầu gối vậy, trong nhà ngập đến đầu gối gì nè, đồ đạc gì á là mà cái bàn ghế gì để ngoài là nó trôi luôn đó. Rồi nhiều xe cộ đi qua đó, người ta chết máy người ta dắt đi đó. Rồi một cảnh cũng thảm thương lắm quý vị ơi. Rồi kế đó là gần cái chùa chỗ Tà Sóc đó, trong cái này là cái chùa ngoài cái trạm chút, vô trong nữa có cái trạm Tà Sóc.
Thì hỏi bà con đó, Tận ơi, hồi cái này là hồi mấy giờ mà mấy ông sập cây cối gì vậy? Thì mấy ông nói là cỡ 9 giờ tối là có một cơn gió, nhưng mà gió cũng bình thường thôi, mưa mưa cũng bình thường như mọi lần vậy thôi. Nhưng mà không biết bình thường sao mà cái cây cổ thụ chừng 5 người ôm không giáp nè. Cổ thụ 5 người ôm không giáp. Ngã chấm gốc luôn. Rồi cái cây bồ đề ở trước cửa chùa đó, chùa Miên đó nha, chùa Dân Tộc đó, là cũng ngã luôn. Rồi trên 100 cái cây, cây dầu có, ở cây sa dầu có, rồi mấy cây là này cây kia đó, tùm lum trên, ngã chóc góc hết trơn, 100 mấy chục cây. Lạ vậy. Tại đó là mấy cái lạ thường. Còn nước ở đâu mà được, ở đâu mà chảy dữ Mới vậy mình mới thấy mấy ông khoa học coi ông xưa ông đổ coi sao, ông nghiên cứu coi sao, chứ mình cái dân mình đổ hết nổi rồi. Mưa không phải là mưa lớn, mưa bình thường thôi. vậy? Dạ. Nhưng mà tại sao mà nước ở đâu mà nó chảy đổ đổ xuống, bây giờ ngập đường ngập xá hết trơn hết trời. Ngập là một vùng vậy chứ không phải là đó chảy dài lên nước tượng, chứ không phải mà. Không phải mà cả bích. Mà dưới mình đâu có đâu, chính ở dưới Thì đất. bởi vậy. Cái ngày đó là cái ngày tôi nhớ là ngày Chủ nhật, ngày 30. Mà mưa tây, bà mưa tây đó. Đó, thì tôi ở núi Sam thì tôi thấy cũng chuyển 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 vậy thôi chứ đâu có thấy gì. Đó, nhưng mà ở trong mưa, mưa thì bị gì mình hỏi người địa phương đó, tôi nói mưa thì cũng mưa bình thường thôi chứ không phải là mưa lớn lắm. Mà gió cũng bình thường, mà tại sao cây nó ngã xịp hết trơn. Đó. Lớn Rồi còn cái nước ở mưa cũng bình thường, nhưng mà nước ở đâu mà chảy nó đổ dồn 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 xuống hoài, ngập đường ngập xá luôn. Cái đó đó mình mới độ không nổi đó. Đây là cái cơ hội trời Phật để báo cho mình thấy là trong bảy núi này màu là nhiệm, khổ tới rồi đó. sự màu nhiệm không? Đó mình mới thấy là màu nhiệm, coi mấy ông khoa học lại độ coi sao, chứ còn mình hết biết được độ rồi, Cái đó nó làm cho chứ mình phải chi mưa một ngày một đêm á thì nước quá nhiều, thấy không? mười mấy tiếng hồ. Còn cái mưa thì cũng như bình thường vậy thôi, có lớn lớn gì thì lớn vậy thôi, chứ đâu phải mua 2 3 ngày 2 3 đêm đâu Tại mà trong nước có đồng bốn, tràn tràn tại xuống. đồng đồng bốn thẻ ta không cho ở chứ. Cái này mình không biết làm sao mà nói, bởi mình độ hết nổi rồi, với ông khoa học làm sao lại độ sao chứ mình độ nổi. Chứ phải hôm mưa lớn mưa dữ dội thì nói nước nhiều, còn nếu mưa cũng bình thường mà giông gió cũng bình thường, mà lại là cây cối đều ngã hết trơn. Còn trúc có hen, cây le cây trúc rồi ta lấy măng đó, nó ngã từ bụi nó lật gốc hết trơn. Cái cây nó 5 người ôm không giáp vậy nè, chú biết là cây đó khoảng 200 mấy 300 năm đó mà nó chóc gốc luôn đó. Rồi cây bồ đề ở trước cửa chùa cũng chóc gốc luôn. Rồi cây dầu á, 5 7 cây dầu nó cũng chóc gốc luôn. Rồi cái trong chùa nó đương mặn lợi là bây giờ thiết trong chùa 6 bề ngang bề dài là 6 thước cũng chóc luôn, bay ra ngoài luôn. Cái đó là lạ từ trước tới nay tới giờ rồi chưa lắm hết chứ. Thì hồi trước giờ nó ngay cái đồ dùng đó là không có nước, cái này không có ngập lên dùng chân núi mà nước đâu gặp lên tới. Nhưng mà có một cái là nước ở trên nó nước mưa xuống, nhưng mà cái mưa này á là cái mưa bình thường thôi chứ không phải là mưa quá lớn. Phải mưa quá lớn mưa 5 6 tiếng đồng hồ mình thấy cũng cho nước là nhiều. Dưới đây ngập hết trơn, nó đi đi đây có đâu, dưới đây đâu ngập gì đâu. Khi đây không ngập, chỉ mưa chảy rồi mà chảy nước trên núi tuôn xuống ào 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 xuống, mình mới thấy lạ thường. Cái là mưa không lớn hung là bình thường thôi, mà nước đâu mà dữ thần nó tuôn ào ào xuống ngập là đầm bái chứ. Cái đó mới lạ thường. Rồi gió thì cái chú này chú cũng nói, tôi hỏi gì chứ ở đây là lúc mấy giờ, nó 9 giờ, nó gió lớn không, nó gió cũng bình thường vậy thôi, mình thấy cũng bình thường như mỗi lần vậy thôi, mỗi lần cũng gió thôi chứ đâu có ngã cây, mà sao mà thấy bình thường mà sao cây cối ngã hết trơn. Đó là một cái điều mới là linh thính, một cái điều mới là lạ lùng, mình độ không nổi. Mưa bình thường sao mà dước nước đâu mà dưng dữ thần, mà tràn xuống này dữ thần ào ào ào. Đó một cái đó là mình thấy, quý vị thấy, bà con thấy coi, cơ trời đã định cho mình biết cái cảnh bảy núi này sẽ khổ. Dân tộc đó bây giờ qua một cượng chưa có chết ngừ, cái này là không có thiệt hại gì ngừ, nhưng mà khổ Lúa thấp. khổ về kinh tế. Bây giờ mần ruộng nè, ruộng rẫy cánh đồng của người ta đó mần như vậy rồi đó, là chừng khoảng 10 ngày nữa cắt, bây giờ sập hết trơn rồi. Bây giờ 6 7 ngày mà nằm dưới nước luôn, không còn gì thì chi xịp xuống thì nó ngã xuống luôn hết trơn, đâu còn cách cái gì nữa, đâu còn làm gì nữa, rồi hư hết trơn luôn. Bây giờ cái này có nhà nước mà hỗ trợ cho dân, cứu dân chứ, thì ông nhà nước cũng hỗ trợ cho dân để cho dân bớt khổ đó. Rồi bà con nào có nghe lời thầy tổ dạy nè, thầy nói á, những người có của giàu sang hãy mau làm phước làm gian mới là, đến lâm cảnh khổ có ta
giới lệnh Phật Bà cứu vớt dùm cho. Bây giờ dân chúng bảy núi, dân chúng là dân tộc chứ Việt Nam mình cũng có đó, ở lộn xộn. Bây giờ dân chúng nó khổ sở hổm rày đó, nó bị là nhà cũng có nhà sập nữa nghe, chứ không phải như vậy mà thôi nghe, cũng có số nhà sập nữa đó. Rồi á là bà con ta bị thất mùa bão lụt như vậy đó, rồi bà con nào có tiền dư đem vô để giúp cứu đói cứu lúc này nè. Mà Đức Thầy á đã nhắn nhủ, đã khuyên, nghĩa là 84 năm rồi Thầy đã khuyên á, Thầy đã khuyên hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn là đúc chuông đồng Phật bự. Đó, quý vị hãy nghe theo lời của Đức Thầy nói như vậy, quý vị làm đi chắc ăn là phước, phước vô ào ào, chứ không phải nói chơi đâu. Giúp người đúng chỗ, đúng cái khi đói khổ như vậy rồi, mấy là có phước đức nhiều. Người ta là một nắm khi đói bằng một kho gói khi no. Bây giờ đứa đói mà bà đem của tiền, đem là gạo thóc lợi giúp là đúng rồi, đúng lời Phật dạy rồi. Hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn là đúc chuông đồng Phật bự. Đó, cho quý vị mà người ta không có đói, quý vị lợi giúp người ta cũng đâu có mang ơn nhiều, phải không? Cái lúc đói mà bà giúp con giúp một lon gạo thôi là người ta cũng mang ơn bà con suốt đời luôn, không quên. Đó, bởi vì ca dao nó lá rành lành đùm lá rách, mà một nắm khi đói bằng một gói khi no. Đó, lúc no đem cho ta một bao phân, một bao 50 kg, giờ người ta cũng không mừng hung nữa. Mà lúc đương đói vậy, đương khổ vậy, bà con giúp một lon một ký, giờ cái ơn của bà con người ta cũng nhớ không quên, mà cái phước đức nó lại nhiều đó. Đó, thành ra Đức Thầy có nói á, có dạy cho mình nhiều cái pháp môn á là bố thí lắm đó. Thầy nói những người có của giàu sang mau mau làm phước làm gian cho rồi, để sao khó đứng mà khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi. Bây giờ người ta thấy người ta khổ đó, thì mình thấy mình thương người ta, mình đem lại giúp cho người ta. Đó, giúp cho người ta, chia sớt cho người ta được bỡ đỡ cái phần khổ sở. Rồi nhiều người giúp nữa, người ta qua cảnh khổ, người ta biết oán ơn mình, mà mình được có phước nhiều. Đó, còn không, bà con không giúp đỡ, không có lòng thương. Tu mà không có lòng thương thì không có lòng từ bi là không bao giờ thành Phật. Bởi tại sao? Chư Phật có bốn đại đức, là từ bi hỷ xả. Mình muốn hạnh học theo hạnh ông Phật, muốn thành Phật học theo hạnh ông Phật thì phải từ bi hỷ xả như Phật. Từ là gì? Từ là thương xót. Bi là gì? Bi là cứu khổ. Thấy người ta khổ thì bị ngập lụt vậy, thương xót rồi có tiền đem tiền cứu khổ cho người ta, qua khỏi cái này, người giúp mới mới là cho người ta qua cơn khổ như vậy đó. Đó, mà giúp được làm phước như vậy mới đúng chỗ đó. Rồi Đức Thầy mới nói đến lâm cảnh khổ đi thì có Thầy cứu vớt, dưới lệnh Phật Bà cứu vớt giùm cho. Đó, làm phước như vậy là có Phật có Thầy cứu cho. Học bà con đừng có lo ha. Rồi để sao khó đứng, không mình không giúp rồi để sao là gặp cái tai nạn, để sao khó đứng không ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi, để ra sau này có giặc giả chiến tranh rồi cái là bà con không có đem theo được. À, như bên Urana đó đâu có đem theo được, bên nó bỏ xuống cái chùm bên xa nhà sát bên, mình chết trên nguyên nhà rồi là mình tiền để trong nhà đó mà không dám vô là mở tủ lấy nữa, mở tủ lấy thì cái trái khác thuộc lại cái gian nhà mình, cái chết trơn vợ chồng con cái sao, kêu con kêu cháu chạy ra khỏi cái nhà đặng bỏ, lúc này là tiền bạc vàng dòng cũng bỏ trong tủ cũng bỏ luôn, chạy ra cho khỏi đó, chừng nào mà chạy ra khỏi chừng nào mà im rồi á mới về mới lấy tiền, chứ lúc này là không dám lấy tiền, để trong tủ không dám mở lấy, lấy thảy xuống cái hết trơn, chết vợ chồng con cái cháu chắc gì chết trơn. Thành ra đó, mình bố thí đi sao mới khỏi cái tai nạn chiến tranh khổ sở vậy đó, mới lên cảnh khổ của ta có lệnh Phật Bà cứu giúp giùm cho đó. Thành ra bây giờ đó, thấy cái cảnh trong núi giờ đó, tôi thức tỉnh dữ lắm, tôi thấy một điểm lạ lùng là mưa mà sao trên núi nước ồ ồ ào 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 rồi chảy xuống hoài, một khiên nguyên khu vực nó đó mà chạy lên vô núi Tượng đó là mười mấy hai chục cái số chứ phải nó ít sao đó, mà nước ở đâu mà giữ thần thiên địa vậy, mà ở ngoài vùng đó thì không có. Ừ thì bởi vừa đâu trên núi mà nước ào ào xuống trái hoài, mình thấy cái điều đó kiều lạ. Đây là cũng một điều ân trên thức tỉnh cho mình đó nghe bà con, cảnh khổ đó nghe bà con. Thôi bà con ráng thấy cái chuyện ở bảy núi
ở Lương Phi, xã Lương Phi, chạy dài lên tới là ba chúc đối tượng đó. Bà con thấy cái tôi thấy tôi bất chẩn tôi giật mình rồi. Đó. Tuy là không có thiệt hại về người nhưng mà thiệt hại về kinh tế của cải đổ vô đó một mùa vụ của lúa thóc rồi mà gần chín rồi thì là ông tiêu hết như vậy thì bà con khổ lắm. Thành ra chia sẻ với bà con bớt bớt ở chỗ đó đó. Thành ra bây giờ cái nạn khổ nó bao trùm dữ lắm đó, chẳng những như vậy thôi còn cái nạn đó là dịch bệnh chiến tranh nè hoành hành tới nữa ha, bà con, chứ không phải nhiêu gì vậy, vậy mà thôi. Thôi bây giờ thì mình chỉ nói phớt phớt vậy thôi chứ cũng không có thời gian đâu nói nhiều. Thành ra nó chia sẻ bà con một phút như vậy đó. Rồi thành ra qua cái lời của Phật, của tổ, của thầy giảng xưa cũng là ý thức cho mình biết lâu rồi. Nhưng mà tại mình không coi, mình không biết. Chứ ông nói nè, mới bão lụt chỗ này chưa dứt, cái xảy ra động đất chỗ kia, đói đào chết chóc chia lìa, nhân sanh đang lúc đầm đìa nặng tay. Đó, đầm đìa nặng tay là nhiều nạn chứ không phải nạn nước gì không đâu, còn nạn dịch bệnh, còn nạn chiến tranh rồi là còn nhiều nạn lắm, bây giờ mình kể không hết đâu. Nạn trời khắp đông tây nam, gieo rắc thêm nạn người nam bắc hoành hành, là thêm cái nạn người là cái nạn chiến tranh đó. Nó sắp nó gay cấn với nhau rồi, con người mình không có dằn nhịn được rồi nó xảy ra chiến tranh là nạn người khắp nam bắc. Chỗ này chưa dứt chiến tranh, kể nghe chỗ nọ khởi hành, đa đinh binh đau thảm giới khổ kể sao cho hết, sống khó khăn còn chết dễ dàng, nhìn vào khắp cảnh nhân gian lao đao chẳng khác như thoảng gặp giông. Con ơi không những nạn trời, chúng sanh còn chịu nạn người đó đang. Nạn người là nạn gì? Nạn người là nạn chiến tranh. Nạn người là nạn gì? Nạn người là cái nạn mà tới cái đói rồi nó cướp giật, đúng không? Đó, nó cướp giật. Nó thôi đó phớt phớt chứ không dám nói nhiều nữa. Nó nhà giàu mà sau này đó nghèo hơn nhà khổ hơn nhà nghèo là nữa sau đó, cái đám cướp giật này nó giật giành đó nghe, chỉ phớt phớt thôi chứ không dám nói nhiều nha bà con. Phớt phớt rồi vậy là bà con biết rồi đó. Sâm đầu bỗng lại nổ vang, kẻ già bất tỉnh mê man thác hồn, tài bay qua gửi dập dồn, tài ba thế mấy cũng không ngăn ngừa. Đó, rồi cái tới sau này á, là cái cảnh này nó khổ lắm người bà con. Cảnh sau này á, rồi nói, chết nằm trong nắng trong mưa, chết trôi theo gió, chết đùa theo mây, chết do máy tàu chuyển xây, chết vì nhân loại sớm gây tai nạn. Nhân gọi loại sớm gây tai nạn là cái cảnh tham lam nè, lấn chiếm đất đai rồi cái chiến tranh nó nổ ra xảy ra rồi chết dữ lắm. Chết nào bằng cái chết ôn hoàng, nhưng thua cái chết khô khan khí trời, chúng sanh mạng sống ngắn rồi còn thiền làm mà ngắn nữa vô hồi đau thương. Đó, thấy một khúc như vậy đọc một chút văn là xưa đó bà con thấy rồi khổ không. Thành ra Đức Thầy cũng nhắn nhủ cho tiên tri và nói cho mình biết nữa. Thì ngài Đức Thầy nói, ngày nay thế cuộc đổi xây, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho, mãn đeo danh lợi ốm mò, sẵn của hét hò đứa ở người ăn,
Đừng khi nhà lá một căn, mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn. Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn. Một giờ cửu quyền thất tổ chẳng thờ, để thờ những đạo ngọn cờ trắng phao. Dương trần bụng dạ nhiều màu, thấy cảnh bên tàu sao chẳng nghĩ suy. Lời xưa người cố còn ghi, những chuyện là kỳ nay có hay chưa. Chưa là với kẻ chẳng ưa, chớ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Bây giờ thấy Phương Sương Sương với bà con chút nha. Cái này cái câu nào tôi biết tôi giải, còn câu nào không biết thì thôi. Hay là cái câu nào sáng nghĩa đó thì thôi. Ngày nay thế cuộc đó xây, thế cuộc là gì? Thế cuộc là cái cuộc thế gian của mình đó. Xây chuyển rồi, chuyển đổi rồi. Thế cuộc là cái cuộc sống với thế gian mà mình đó, đổi xây rồi. Bây giờ nè, bãi núi mình là im tịnh phải không? Không có giặc giả, không chiến tranh, không có đau bệnh phải không? Bây giờ xảy ra cái chuyện mưa mà nước mà ngập lúa, ngập thóc, ngập nhà, ngập cửa. Rồi gió cây cối rồi là sập ngã hết trơn, 100 mấy chục cái cây ngã như vậy đó. Quý vị thấy coi, phải đổi xây không? Ngày nay thấy sự đổi xây thay. Đó. Rồi thầy có khuyên mình thêm nè, ráng lo tu niệm, đặng thầy cứu cho. Đó, lo tu niệm đi, thầy mới cứu cho được. Mà không lo tu niệm á, thì lo đeo theo danh lợi làm ăn, rồi không có làm hiền làm đức, không có cúng lại, không có niệm Phật, thì nữa là thầy không cứu được. Thấy không? Cái này chia sẻ sự thật vậy đó, tôi biết sao tôi nói vậy. Bây giờ á thì á mình phải biết lo sát cho nó có cơm gạo ăn đầy đủ, có nhà cửa kín đáo mưa nắng, rồi phải biết làm hiền lành mà phải biết tu hiền đó. Cái làm ăn có của ăn, lo cho xác thân, cái tu hành là lo cho cái linh hồn nữa. Sau khi mình chết rồi thì mình có nghe là công tu niệm, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay mới không có rơi xuống địa ngục được, thì Phật trời mới cứu về sống qua đời thượng quân thánh đức, sống qua cái cảnh giới là cực lạc được. Còn không tu thì có phước đức đâu mà về cảnh niết bàn, về cảnh cực lạc, thấy không? Có phước đức đâu mà về dự hậu long hoa. Thành ra đó, ráng lo tu niệm thì đặng thầy cứu cho, mà không tu niệm thì thầy không cứu. Tại sao? Tại vì đức thầy có nói rồi, kẻ hung chừng ấy là mồi cho bầy ác thú đền bồ đổ xưa. Bây giờ còn mãi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Đó, thì ra người hung này nữa vô họng là cọp beo hùm gấu hết trơn à, vô bụng năm chèo hết trơn à, chứ không có khỏi đâu. Thành ra Phật không cứu được. Đó, thì đức thầy có nói nè, cứu lương hiền chứ chẳng có cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, chứ người hung không, Phật không cứu được. Đó. Mà giảng xưa cũng nói nè, nó hai câu này rất hay nè. Nói người hiền Phật cứu khỏi tay, kẻ hung theo luật trả vai từng quần. Bây giờ xin chia sẻ với bà con hai câu này. Người hiền Phật cứu khỏi tay, khỏi tay là khỏi tai nạn đó. Gặp tai nạn thì Phật cứu khỏi tai nạn, nó tai là tai nạn. Còn người hung thì theo luật trả vai từng quần. Người hung thì tạo cái ác, người tạo cái nhân quả với mọi người, mọi chúng sanh, mọi loài vật, thì bị cái nhân quả đó thì Phật cũng đâu cứu được, để cho người ta trả quả chứ Phật đâu có cứu được, phải không? Nó thì vậy đó, người hiền thì Phật cứu khỏi tai, là tai nạn đó, hay tai quả đó, thì Phật cứu khỏi tai nạn tai quả hết. Còn người hung thì Phật phải để theo luật trả dai của từng quần. Kiếp trước giật của người ta, mượn người ta không trả, thì bây giờ kiếp này phải để cho cái nhân quả nó trở lại. Người ta mượn của mình lại ta giật lại. Kiếp hầu nhiều lý kiếp trước sát sanh hại mạng người ta, bây giờ phải để cho cái nhân quả để trả lại cho người ta, chứ thầy đâu cứu được, phải không? Thì thầy có nói đinh xác định là minh định là rõ ràng vậy. Thầy có nói cứu liên hiền chứ chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt đó. Thành ra kẻ gian ác đó là tiêu diệt trơn, chứ Phật không có cứu. Chẳng của hét hòi đứa ở được ăn, thấy người ăn khổ sở, thấy người ăn bị làm mừng mướn mừng thê, bị khổ sở vì mình không la ra giúp đỡ mà còn hét hò đứa ở chuyện ăn đó, còn quánh chửi nữa. Như vậy đó, cái lòng mình không có thiện, không có lành đó.
Đừng khi nhà lá một căn, thấy nhà lá ta nghèo cái mình khi ha. Nhưng mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn, ta niệm Phật rồi đó nha, nữa là có Phật cứu người ta rồi, mấy người giàu đem lại mấy tỷ bạc đổi đổi cái công tu niệm mà hồi đó giờ đó ta đâu có đổi. Thấy không, đem mấy tỷ bạc mà đổi cái công tu niệm đó, thì ta đâu có đổi đó, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Thấy không, bây giờ mới khỏi cái tai nạn, rồi mình đem 2-3 tỷ bạc lại đổi rồi, bây giờ là tôi đổi cho ông 2-3 tỷ là tôi khỏi tai nạn. Ông hứng tai nạn tôi, ông lấy 2-3 tỷ ông xài ra, ông hứng tai nạn tôi, ai đổi. Sao nhờ mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn, sau này á bạc muôn đổi không đổi nữa, người tu hành á sau này bạc muôn đổi người ta không đổi nữa. Rồi giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tôi một giờ, tại sao giàu sang mà như nước trên nguồn. Thầy nói câu này, nói câu này nó có cái lý sự như vậy quý vị. Bây giờ á, giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tôi một giờ, nó mưa vậy chứ là mưa bom gió đạn đó quý vị ơi. Đó, mưa ầm ĩ á là mưa bom với đạn, cũng như bên thằng Urana nè. Bây giờ nhà nó 5-3 tầng không à, mà tên lửa thuộc quan cái rồi là tiêu hết trơn quý vị ơi. Gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ, nó một giờ là thầy nói cái thầy nói cho chắc ăn nói thủ vậy chứ 5-10 phút là tiêu hết trơn. Nó gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ, 5-10 phút là mưa bom gió đạn nó thảy cái là 5-10 phút là tiêu hết trơn, nhà cửa sập hết trơn chứ đâu có một giờ, nhưng thầy nói cho chắc ăn vậy. Cặp cơn mưa lớn nó tôi một giờ, dòng mưa bơm mà gió là gió đạn mà, bây giờ nó đâu phải bắn từ cục như đó, đẩy qua cái lao phanh là mấy chục cục không. Cặp cơn mưa lớn là mưa bơm gió đạn thấy là đó là nhà cửa là quán bậm là lầu xá gì tiêu hết trơn cái gì đó. Rồi còn chỗ nào mà không có hả, đóng cửa bỏ đó đi qua xứ khác, di tản qua nước xứ khác để chiến tranh rồi mình chết đói. Thành ra cái nước Ura bây giờ nó tản qua cư các nước hết trơn. Nhà cửa đóng cửa rồi bỏ, nhà nào sập thì sập, còn nhà nào không sập thì đóng cửa bỏ. Đó, nhà không người ở đó. Đó, thầy nói là nhà không người ở mà nhiễm nhiều Nam Mô đó, ông ba ơi đó đó. Nhà không người ở mà nhiễm nhiều Nam Mô đó. Rồi tới chừng chết cũng chết rồi, thay không lắp để vậy phải khô đó. Mà không nước mà uống Nam Mô rộng nào đó. Đó, ông ba nói mình chia trẻ qua ông ba phóng phóng chút gì thôi. Đó. À, dương trần bụng dạ nhiều màu, thấy cảnh bên tàu sao chẳng ấy si. Dương trần mình nhiều màu là gì, muốn tu bây giờ muốn tu cái gặp cái tu gặp cái gì khó khó cái chán nản bỏ không tu, chạy theo thấy người ta mần cái gì có tiền cái bỏ cái tu, chạy theo cái chuyện làm có tiền ha. Đó, nó nhiều màu vậy đó. Rồi là tu nửa chừng rồi cái là thấy danh lợi cái thì bỏ, thấy ta làm gì có tiền cái là thôi theo ông đạo không có tiền thôi để tôi đi mần cái đó ngày vô là 2-3 triệu bạc 2-3 triệu bạc 500-700 ngàn rồi có tôi xài đó. Thành ra vì tiền mà bỏ cái đạo, không giữ theo cái đạo truyền thống của tổ của thầy, những cử đó là không ai cứu đó, nữa Phật đâu cứu, mới bỏ đạo rồi Phật đâu cứu đó, tôi đi rồi gặp tai nạn thì Phật cứu cho đó. Đó, dán chịu á, mà đức thầy có nói là nghèo thời cũng ráng cháo dao rau chứ đừng gian xảo thì ngày sau mới thanh nhàn đó, ngày sau mới thanh nhàn. Cái người mà nghèo khó mà tu hành đó là đừng có xảo gian xảo hung ác đó, nữa sau có tai nạn Phật cứu hết rồi, khỏi tai, không có bị là chết chóc, không có cọp beo hùng gấu đồ ăn hết đó. Rồi bụng dạ nhiều màu, thấy cảnh bên tàu sao chẳng cái gì. Bây giờ dòm thấy bên nước tàu đi, bà con dòm thấy bên nước tàu đi, thấy một cái cảnh đó, nó bão lụt, nghĩa là 40 ngày nè không có ngớt mưa, không có ngớt bão, không có ngớt gió, nghĩa là trên mạng nó nói là 40 ngày nay rồi không bao giờ yên tĩnh, dân chúng hết bão lụt chỗ này, cái cơn bão số 6 chưa dứt rồi, cơn bão số 7 nó ập tới nữa rồi đó, bây giờ mình có 3 cơn bão, bệnh nó 7 cơn bão rồi đó, ông thấy khủng khiếp chưa. À, mà bảo á, tại cái là đài nó nói là tại cái tỉnh Bắc Kinh đó là dân chúng di tản cả 100 triệu người đi chỗ khác, cả 100 triệu á. Rồi á, là cái các cái tỉnh á, cũng như là bên Hàng Châu bên gì đó, mấy cái tỉnh đó là hết 5 cái tỉnh ở bển nữa là nó tản cư nữa, rồi cái cơn bão nó dập vô nữa nè đó. Bây giờ ông thấy á, bắt lên cái xe nó nổi liều biều hết trơn, xe đi xong đó, nước lụt như vậy đó, nó lỗ liều biểu đi xong hết trơn á.
Em xin chia sẻ một cái vấn đề này cái anh. Thành ra bây giờ mình thấy cảnh bên Tàu đó, bởi vì bên Tàu tập của mình làm ác, nó làm hung dữ, nó chiếm đầu này chiếm đầu kia, thế giới bây giờ ai không biết Trung Quốc, nó xấu xa, nó chiếm đầu này đầu kia, nó làm ác không à. Bây giờ dân nó chịu đó, bây giờ dân nó bây giờ là nổi loạn lên, kéo biểu tình tập của mình xuống đó. Lần bây giờ mà biểu tình mấy ngày nay cũng dữ dội dữ lắm đó. Rồi bây giờ đó đường lục bão, bảy cơn bão rồi mà bây giờ bão còn hoành hành, đi vô cái cơn bão mới mới qua đó nữa nè đó. Bão liên tục hả? Liên tục luôn, vừa dứt cái này tới cái kia. Mình có ba cơn bão mà nó bảy cơn bão rồi mà các cái bây giờ là dịch bệnh nó cũng còn nhiều nghe, mà bây giờ nó lỗ lên cái đói dữ lắm, bên Trung Quốc bây giờ đói dữ lắm. Thành ra thấy cảnh bên Tàu như vậy đó mà sao mình không nghĩ suy, mình không suy bến người ta ác vậy đó. Nước người ta bị khổ sở chiến tranh chết chóc bão lụt rồi bị đói khát luôn, bển bây giờ đói khát mấy tháng nay rồi chứ không phải mới đói đây. Mà cái chỗ nào mà bây giờ dưới sạn di tản chỗ đó đói nữa nè đó. Thành ra khổ não lắm bà con ơi. Rồi thầy có nói á, thầy mới một đoạn vậy nè, thầy nói Trung Quốc giáp ranh sao không xem đó mà tu hành hiền lương, thấy bển nó khổ não chết chóc. Hàng bây giờ thế giới này là nói chết gì dịch Covid-19 đó, làng Trung Quốc chết số 1. Phải không? Rồi dài dài lên hổm rài mấy tháng nay Trung Quốc cũng còn Covid-19 gì lắm. Rồi bây giờ nó bảo là thế giới này có mình Trung Quốc là bảo nhiều nhất thế giới luôn. Đứng đầu thế giới luôn. Khổ nhất luôn. Trễ nhất thế giới luôn. Đó thấy cảnh bên Tàu khổ sở vậy, sao bên này mình không biết chỉ chi. Người ta không giữ người ta bị tai nạn thì bây giờ mình thấy người ta không giữ, người ta bị nạn, bây giờ mình ráng làm hiền lành miếng tu đi chứ mình đừng có vướng tai nạn như người ta. Mà mình ở ngoài mình cũng vướng tai nạn như người ta đó nha, không tu cũng vướng tai nạn như người ta đó. Chứ không phải mà không tu mà dễ đâu. Không tu á thì giảng sư có nói nè, là còn một nạn cổ kèo xa dách, người không tu sạch bách không còn. Sạch bách không còn người nào. Tới đời Thượng Quân Thích Lập là không còn một người nào mà hung mà còn hết, chết hết. Chứ không phải chết bây giờ hết nha, chết lần lần, chọn lựa mà. Cái thời kỳ này, thời kỳ chọn lựa, thời kỳ lọc lừa. Mà ông ba ông nói nè, sàn với dần nhiều nỗi thon giòn, lọc lừa gạo cội như son đỏ đều. Bây giờ lọc, cái người nào mà hiền lành thì cứu để bên, còn cái người nào hung á thì diệt. Nè, bão lụt chết nè, đau bệnh chết nè, rồi á, là sụt đất sóng thần chết nè. Rồi cái á, nữa đó, là kẻ hung nè, mà Đức Thầy nói nè, kẻ hung chừng ấy làm mồi cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ còn mãi lọc lừa chẳng lo kim chỗ đục mưa sau này. Ngày mãi nói thêm nữa nè, hiền lành chừng ấy sum dày quân thần công lạc thái đều vui chơi. Đức Thầy nói nè, đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Thiên hoàng cũng mở các lần, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần xem thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công. Kính thưa quý vị, công là công bình đó chứ không phải công quẹo nha. Công là lấy cái lẽ công bình, cũng đồng chừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xê sang, tam hoàng trở lại là đời Thượng Quân. Đó, tới đó là thiết lập cõi đời Thượng Quân rồi. Cấp đó là súng không còn nổ, nghĩa là không còn chiến tranh, không còn giặc giả, không còn đau bệnh, không còn chết chóc, không còn là bão lụt, không có còn mà nước dưng lửa cháy hay là chết chóc gì nữa. Tới cảnh đó là cảnh là thế giới được hòa bình rồi, chứ không phải trong nước mình không. Nước Việt Nam mình với thế giới tức thầy trở lại định ngôi phân khứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Đó thầy mình sắp đặt cho nước Việt Nam mình là đại bang, rồi các nước kia là các chư hầu nước nhỏ. Rồi đó là ngài mới định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang, nước nào cũng là được, nghĩa là im ấm được no đủ. Đó, nửa sau nước Việt Nam là đại bang, còn nước kia là mấy nước kia là nước nhỏ. Hàng năm nó qua cống lễ một lần, qua cống lễ ông vua Minh Dương mình một lần. Mà ông Ba Thới ổng có nói như vậy nè,
nó nước Nam như thể cái lầu, ngày nào ngày sau các nước đâu đâu phục tùng. Rồng Bang nói thêm là nước Nam như thể cái chùa, ngày sau các nước bốn mùa vô ra mà ăn với mình đó. Đó. Thành ra sau này thận thảo lắm, như vậy mới cái đời mới hết khổ chứ. Như vậy con người mới sống được 10.000 tuổi chứ. Dòng sống cái đời cận bã hôi tanh này, gây lộn gây lạo chiến tranh rồi cướp bóc đủ thứ, làm sao mà sống lâu được. Thành ra cái đời người ta sống đó, thuận hòa trăm họ đời ăn lạc, chừng ấy xe tiên thế giúp vậy. Bây giờ đó, như vậy đó mới hết chiến tranh giấc gì bệnh. Nước Việt Nam mình là bá chủ thì các nước vô ra mà ăn với mình, mỗi năm nó qua cống lễ một lần, thì như vậy đó chấm dứt cái đời hạ quân hạ đời rồi, thì mới chuyển lên cái đời thượng quân. Là con người á, gia vô bế hộ, và nhà đông không đóng cửa, của rơi không ngoài đường không ai lượm. Đó, như vậy mới thái bình thạnh trị mến yêu kháng tình, mà Đức Quỳnh giáo chủ thầy mình đã nói đó. Đó, cái đời đó là đời thái bình thạnh trị mến yêu kháng lòng, chớ đâu phải như cái đời này mà đồ tháng sanh linh. Đó, rồi thầy cho biết tiếp nè. Bởi nay lỗi đạo kệ kinh ngạo cười, bởi cái đời mình sống mà kinh Phật xuống chỉ cho mình tu hành để sao sống một đời thượng quân, sao khỏi cảnh khổ mà không nghe, rồi cứ chê cừ thầy rồi không nghe, thành ra đó mới vướng vào cảnh khổ mới chết, mà không có còn sống một đời thượng quân được. Bởi nay lỗ đạo kệ kinh ngạo cười, lo cho mình được đẹp tươi phụ phàng nghĩa cả mà là chê cừ Phật tiên, còn lực trời mới báo ứng nhãn tiền đó. Đây nè, đây chúng tới nè, khắp trong thiên hạ đảo quyền từ nay. Đó, đảo quyền từ nay là cái chỗ yên, quay lại cái chỗ lộn xộn, quay lại cái chỗ chết chóc, quay lại cái chỗ bất an. Đó, như núi Cấm á, chứ lớp Sương Bi đó, mấy ngày đài đó, chỗ bình yên yên tĩnh, ta mặn lúa mặn ruộng gần lá cắt rồi mà rồi trở lại cái là bất an, nước dồn dập xuống. Đó, mà bởi ông Ba ông nói như vậy nè, mới trúng nè. Ông Ba nói tai nạn trời xuống chốn lăng xăng, đây là phải tai nạn trời không? Thấy không, thấy rõ ràng không? Chứ tôi đâu có nói thêm nó bớt gì đâu, tôi đâu phải cái chuyện không có nói đâu. Đó. Ông nói tai nạn trời xuống chốn lăng xăng, nạn nước lửa, nạn thần ôn dịch, còn nạn ban trái thương phần con nít, còn nạn chìm ghe đảo ấu bất tồn, nạn hổ lang ác thú hết hồn, còn nạn chết đói ó rằng mổ cắn, nạn giặc giả chạy chim cống cẳng mà té ngã lăn chân thẳng chân dùng, Phật ngày xưa dạy bảo bất tùng. Đó, thần thánh tiên Phật xuống đây dạy bảo cho mình nghe, mình bất là chẳng tùng là làm theo, không có làm theo mà lại còn hí quách, còn là nói đức thầy là đi xin cơm mà còn nói lũ bá dơ nữa. Thấy không? Thành ra khi dễ trời như vậy, Phật như vậy đó, thành ra sao không có tu sau này mới chết hết. Mà còn ai mà tin tưởng tu theo thì ngon lành, thì Phật cứu. Đó, đó, người hiền Phật cứu khỏi tay, kẻ hung theo lực trả dai từng quật. Ông nói vậy rồi có đâu có còn gì, không có sai trình chút nào hết. Đó, rồi là giảng chưa cũng nói cho mình biết đó, là bên cao đài có nói minh chân đạo thời kỳ gấp rút, thức tỉnh đời cho kịp long qua. Đó, bên cao đài mà ta còn, bên tiên đạo mà ta còn giáo chủ người ta còn dạy tín đồ người ta minh chân đạo. Chứ minh là gì? Minh là sáng. Chân là gì? Chân là chánh. Đạo là đạo chánh. Ha. Thời kỳ gấp rút rồi. Cái thời kỳ là thời kỳ gấp rút rồi, không còn lâu nữa. Đó. Minh chân đạo thời kỳ gấp rút, thức tỉnh đời cho kịp nó qua. Là ngài thức tỉnh, tín đồ ngài, nghĩa là tôn giáo của ngài, nghe các đệ tử của ngài phải thức tỉnh để tu hành để kịp dự hội long qua. Đó. Thức tỉnh đời tu cho kịp hội long qua. Đấy, hai câu này ông thấy mặc dầu cao đài nhưng mà ta cũng chánh đạo. Nha. Cái đại đạo chánh đạo của tiên đó, thức tỉnh đời cho kịp long qua. Đó, gần tận thế ngôi ba ngôi hai ra mặt, đặng toan phương diều dắt chúng sanh, chỉ đường tội phước nguồn lành, giác mê tỉnh ngộ tu hành siêu thăng. Cuộc tang thương về dữ dằn trước đó, mà nào ai có rõ chi đâu, rồi đây chúng chịu thảm sầu, không đường đạo đức khó âu tránh, khó hầu tránh tai, nạn khổ cuộc tương lai dữ dội, nhân vật đồng ngà thay đổi tiêu tan, có ai thấu mái hư tà hành tàn, dinh hư tiêu trưởng rõ ràng không sai. Đó, mình không tu thì cái chuyện dinh hư tiêu trưởng chuyện còn mất, rồi tới đó thì người nào hiền thì còn, người nào dữ thì mất.
Đó, rồi ông nói thêm là nguồn đạo đức thâm di nhiễm lý, bổn chân truyền lập chí tìm ra, mái dinh hư chẳng có bao xa, nguồn tận diệt bày ra trước mắt. Cuộc xáo trộn đông tây nam bắc, nạn chiến tranh đạo tặc hoành hành. Ôi muôn nhà trăm họ làm than, chịu khổ sở tai nạn thảm thiết. Đó, đọc qua cái này thấy khổ sở không? Thành ra bây giờ tới đây thì xin đọc một cái câu giảng của Đức Phật mà Sư Giải Bán Khoai. Ngài cũng có khuyến khích cho dân chúng tu hành hồi năm 1901 cho đến năm 1902 thì Đức Sư Giải Ngài vắng bóng. Rồi 37 năm sau là Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, là thầy của mình đó quý vị ơi. Đức ông Sư Giải cũng thầy của mình nữa. Bởi vì Đức Phật Thầy An chuyển kiếp ra năm 4 lần nữa mà. Ngũ dịp. Ông Sư Giải cũng có khuyên là bà con cả thế giới năm châu này chứ không phải chuyên nước Việt Nam mình đâu. Ngài nói là tam quân nay đã hết rồi. Tam quân tức là cái đời tam quân là đời này đó. Phật trời hội nghị lập đời thượng quân, truyền rao khắp hết thế gian, thành tâm tu niệm khỏi cơn hiểm nghèo. Hạ quân này thể như bèo, đây còn may mất hiểm nghèo thon giòn. Lớp thì tật bệnh gây gầy mòn, lớp thì bạo lực nhân dân khốn nạn, lớp đau lớp chết nhộn nhàng, lớp thì bàn trái bốn mùa nào ăn. Bàn trái là con nít dịu chết dữ lắm. Lớp thời xu thế đa đoan, lớp kia lớp nọ khổ nạn biết bao, lớp thời tà quỷ lâu sau, xui mưu làm mà loạn hại dân muôn ngàn. Đó, những cái tai nạn mà ông Sư Giải cũng kể ra cho mình biết đó. Không tu rồi bị dướng cái tai nạn đó sao không còn đâu có gì ơi. Thành ra mình phải ráng tu hành. Chứ Phật với trời thầy cũng nói rồi, nếu không tu thì chừng khổ cũng ưng. Bây giờ mình để giải quyết cái câu này coi. Nếu không tu tức là mình không có tu đó, chừng khổ cũng ưng. Ưng là gì? Ưng là chịu. Ưng là chịu. Bây giờ đặt cái cảnh vào đó, chiến tranh rồi bỏ nhà búa chạy, rồi không có đem gạo thóc gì nấu, không có nồi nương gì nấu, lo chạy lấy cái xác thân không à. Đồ đạc không đem theo, vàng trong tủ không đem theo được nữa, chỉ lấy xác thân thôi. Rồi đi một ngày đó tới chiều thì đói à, đói khổ à. Thì không tu chừng khổ ưng, ưng là chịu trong cái cảnh đó, chẳng khổ đó đó. Cảnh đó là bị sợ giặc giả bắn chết, rồi đó là tới chiều lánh nạn được đó, thì ưng là chịu cái cảnh đói đó, chịu cảnh khổ đó, vào cảnh khổ đó. Ha. Rồi không tu á thì chịu cảnh nước lục cũng như trong ba chút vậy đó, cũng như trong ấy vậy đó, nước cặp gì vậy đó, rồi mình bằng lúa mình bằng thóc đó. Rồi đó là không có vốn liếng mà ăn lợi, khổ không? Cũng khổ nữa, nhưng người khổ ít, người khổ nhiều. Nhưng mà ổng sàng lọc lần hoài cho đến cái ngày khai mở thượng quân thì giết người hung hết, còn người hiền không? Đời thượng quân còn người hiền không? Thành ra bây giờ giết từ từ từ, hung là chết, lần hoài tới đời thượng quân mới thiết lập là mới hết người hung. Nó còn lại là 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. 10 phần hết 9 phần tan, 1 phần còn lại toàn vàng với châu là người hiền. 1 phần còn lại còn là toàn vàng với châu. Rồi ngài có nói, mau thức tỉnh tu thân kéo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan. Dình giới luật nghe kinh ở trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ, việc tu thân thiện tính hẳn hờ, trần qua đến nè cho khó tranh. Đó, mà ngài biểu mình đi, tu riết vô đi, tu mau tu lẹ đi,
chứ là việc tu sinh thì thiện tính hẳn hờ là không có lo, không có sợ. Nó còn là chưa có dứt khoát mà tu hành, rồi chừng quả đến e cho khó tránh. Rồi thầy mới biểu nè: môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kéo phụ Phật xưa, lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, xong thiền giác rước đưa sanh chung. Đó, ngài biểu tu sao có môn tịnh độ của Phật Di Đà, vì pháp này dễ tu dễ hành, không có pháp nào tu mà dễ hơn cái pháp môn tịnh độ của Phật Di Đà chứ quý vị ơi. Nhưng mà thời kỳ này á thì giảng xưa trong cái bốn vị vũ hội sơn hương cũng nói á, nói là thời mạt pháp trời Phật xá tù, niệm Phật một tiếng Phật bộ cho 10 công, quá quá xa hình vinh hạnh, quá xa may mắn rồi bà con ơi. Mà mình không ráng tu nữa thì quá uổng. Đó, mà Đức Thầy còn dục thuốc cho mình à. Đức Thầy nói: xưa kia xưa nay chẳng có mấy khi, dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Thấy không, xuống đây là may mắn dữ lắm. Mà mình không ráng tu là quá uổng. Đó, bởi vì cái thời kỳ chót rồi, mà mình niệm Phật một tiếng, ông kể cho mình 10 tiếng, vậy là quá ngon rồi, mà mình không có đáng tu nữa. Đó. Rồi giờ ông còn nói thêm nè: xưa tu 10 mới là giải thoát, nay tu 1 cũng đáo Tây Phương. Xưa Phật Thích Ca thu 91 kiếp mới thành Phật. Đó, rồi sau sau đây, gần đây mới vị tu 10 kiếp mới thành Phật. Còn bây giờ ông nói, xưa tu 10 tức là 10 kiếp mới giải thoát, nay tu 1 kiếp thôi là cũng thoát Tây Phương. À, như vậy mà may mắn quá, chỉ có một dịp này thôi mà bà con không tu là quá uổng. Đó. Rồi là giáng xưa cũng nói: ở trong tim não người ta, nhiệm màu có đủ răng mà phát minh, chớ để đến thúi sình mất xác, lỗi công thành phi mất một đời. Một khi để kiếp qua rồi, muốn tìm trở lại kiếp người khó thay. Làm người được làm ai muốn thở, cũng là do xưa có nghiệp lành. Bây giờ nếu biết tu hành, tất là sẽ đặng trở thành Phật tiên. Đó, nói vậy chứ, đây nè, tội lỗi lắm nghe quý vị. Thời buổi này quý vị không tu là quý vị bất hiếu. Một là cái bổn phận làm người, quý vị không không làm tròn cái bổn phận tư cách của là một một người, một con người. Làm người là phải biết báo hiếu cha mẹ ông bà. Hả? Tổ tiên ông bà phải biết báo hiếu, phải biết cúng lại để lo cầu siêu cho cha mẹ ông bà. Như vậy mới đủ tư cách làm con người. Rồi còn cái tư cách ở dưới xóm chòm phải cho hòa nhã thân tháo, buông ra ngoài xã hội, ở với xã hội cho nó công bằng đúng đắn. Đó, mình có cái tư cách làm người, nhưng mà mình không có tu thì mình chưa đủ tư cách làm người đối với cha mẹ, bất hiếu với cha mẹ ông bà, phải không? Rồi xa cặp với xóm chòm mà ăn ở xóm chòm không thượng thảo nữa là không có bổn phận đối với xã hội, đối với đồng bào mình. Buông ra ngoài thế giới thì mình là không có ở đúng đắn với thế giới, thì mình bất nghĩa, phải không? Bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, mấy cái tội này nữa sau là tiêu diệt hết, chứ không có còn. Thành ra đó, mình phải có bổn phận đối với cha mẹ, đối với chòm, đối với đất nước, phải trung với đất nước, đối với cha mẹ phải hiếu, còn đối với vợ con phải trung tính với vợ con. Đó, phải có cái nghĩa tình với vợ, không phụ rãi. Vợ chồng không phụ rãi nhau, chồng không phụ rãi vợ, phụ rãi vợ mà vợ không phụ rãi chồng. Đó, đạo bè bạn bất phân nhân với ngã, chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan. Đó, đạo bè bạn mà còn thì dạ vậy đó, sắt đá mãi bền gan, còn đạo chồng vợ phải thuận hòa cho đến thác. Đó, như vậy mới đúng cái tam can và ngũ thường, tam tùng và tứ đức. Bên phận đàn ba đàn ông phải có bốn phận, ở như vậy mới đúng cái tư cách làm người, sao mới còn sống ở đời xuân vân. Mà nếu ở không đúng với cách làm người, không nói chữ tu nghe, cái này nói đúng bổn phận làm người thôi, không có nói chữ tu à, là sao không có còn sống ở đời xuân vân được. Làm theo bổn phận làm người phải biết hiếu thảo ông bà cha mẹ, phải biết ở ăn với xóm chòm cô bác cũng phải thượng thảo, ra ngoài xã hội cũng phải tung tính với bạn bè. Đó, chồng vợ phải thượng hòa đến thác,
đó, phải chung với đất nước, hiếu với cha mẹ, đạo vợ chồng, chồng vợ thuận hòa chính xác, bạo bạo bè bạn, bất phân nhân với ngã, chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền ra đó. Như vậy nó không có nói chứ tu à, đó người ngoại đạo thôi, làm như vậy mới đúng tư cách là con người, thành ra mới còn sống mà đừng thua nữa được. Còn không làm mấy đó hả, dậu tu mà không làm mấy đó cũng không không có tròn cái đạo đó. Nó cũng chưa đủ tư cách làm người. Thành ra bây giờ chia sẻ với quý vị như vậy đó. Rồi chứ thầy còn nhắc nhở nè, thầy còn nhắc nhở mình nữa nè. Đời tận thế mà còn lần lửa, chẳng chịu tu cái giữ về lành, làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng giáng sanh cực lạc. Tương với muôi cháu rau đạm bạc, nghèo luôn hiền biết niệm Di Đà, thì mai sau thoát khỏi tinh ma, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng của quyền sớm tôi mới màu, chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy đẳng nhà tiên cửa thanh. Bây giờ chia sẻ quý vị Phật hai câu này thôi. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa là lúc nào đi đứng nằm ngồi gì mình cũng tưởng niệm Nam Mô Di Đà Phật hết đó. Tu như vậy đó, tu sao cho chữ niệm Phật mình liền với cái sợ giới là tối, móc này liền với móc kia liền liền hoài vậy đó. Khi nào quên thì mình nhớ mình niệm nữa đó. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, ăn cơm bữa thì ngày có hai buổi đó, thì mình cũng phải công phu hai ngày cúng lại ha, cúng lại hai thời. Còn giọng của quyền sớm tối mới đầu, giọng của quyền tức là cúng cơm của quyền ngày hai ngày hai lần, sáng và chiều. Nếu người tu cao cỡ nào nhưng mà không cúng của quyền sớm tối, ông bà cũng còn cái tội lỗi rất lớn, không phải chơi. Mình không hiếu thảo ông bà, mình bỏ ông bà đó khác, ông bà ăn được hay không thì cái chuyện đó mình không biết, nhưng mà mình không có cái bổn phận mà lo cho ông bà, cúng cơm hàng ngày cho ông bà, để cho ông bà là đói khát thì cũng là bất hiếu nữa. Tu cao nhưng mà không có đó cũng mang tội nữa. Mà Đức Thầy có kể trong cái đoạn giảng á, Ngài có nói kể một khoảng là ác thứ 8 là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình, tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cò bay thẳng kiến, thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lừa gạt lấy đi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dồn chứa. Nhớ là Phật khi xưa dạy sữa, của thế trần như mật kín dao. Trẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi chẳng có mang theo. Tham thì tiền tài thì thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp thì nhà tan cửa nát. Lúc tận số nằm trơ một xác, gẫm kim tiền bội bạc bất tài. Không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt, lo dung chồng cõi phúc về sau. Sẵn tôi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dòng chứa. Đó là cái chữ tham, Đức Thầy đã kể ra một loạt như vậy đó. Mà cái tham này nó có nhiều cách tham lắm. Tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Nó gồm cho nhiều chữ tham lắm. Nhưng mà bây giờ đó, nó đến đây á, thì trời cũng tối rồi, chứ mình nói cho nó gọn gọn đi. Yeah. Bây giờ xin kể ra cho bà con một câu chuyện tham. Cái tham này đó, nó có hại đổi đến cách mạng con người luôn. Nếu mình không có tính tham á, thì con người sống được hòa nhã, ai cũng đồng đều cũng được, sống cũng được thuận thảo, mà ai mần ăn qua lại cũng có sự giúp đỡ lẫn nhau. Rồi thấy có của được cái rồi, cái mình tham, mình tính bao gồm của thế gian này một mình. Thì tham cái này đó, nó quay trở lại cái thâm. Nếu thâm thì nó thâm luôn cả tánh mạng mình. Đây xin kể ra cho bà con một mẫu chuyện. Thở xưa đó, Đức Phật Thích Ca, Ngài đi qua một cánh đồng, băng qua cái làng bên khác, để mà dân du quá độ chúng sanh bên cái mà nữa khác. Thì Ngài băng qua một cánh đồng, thì Ngài gặp mấy cái ông mà phát cỏ đó. Thì Ngài mới chạy ngang, Ngài mới nói: A Nan Ca Diếp ơi, ở đây có một con rắn độc lắm, con rắn lớn mà nó độc lắm, thôi là ta như ngươi chạy điếc qua để không thôi nó cắn chết à. Thì lúc này
A Nan cũng đâu có biết gì, Ca Diếp với các đệ tử cũng đâu biết gì. Phật chạy rồi, lúc xúc chạy ngang thì mấy ông này cũng nói đuôi theo Phật chạy theo. Chạy qua một khúc đường cái Đức Phật có dần dừng lại, Đức Phật mới đi la ra ra. Thì khi Đức Phật với đệ tử đi khỏi rồi thì ba cái ông khoác cỏ này, mà ông nói hồi nãy tao nghe ông cụ đời ông qua, ông nói là kêu các đệ tử ông chạy giết qua để ông thôi con rắn, ở đây có con rắn bự lắm để nó cắn chết. Thôi bây giờ ba anh em mình kiếm thằng cái cây lợi đặng kiếm con rắn đập rồi bắt về chiều nhậu chơi. Cái ba ông cũng nghe lời, ba lời nghe lời đi lợi, dạch dạch mấy cái lùm cỏ rác rồi đó, kiếm. Kiếm thì xung quanh trơn, không có gặp rắn gì hết trơn á. Kiếm một hồi cái dạch dạch ra nó lộ một cục vàng, tổ mẹ vậy nè, còn một không một cục vàng. Ba quá mừng rồi. Ông còi làm, ông nói con rắn nhưng mà không có phải rắn mà còn mà cái cục vàng quá ngon hơn rắn nữa. Thấy không? Quá mừng. Vô mánh rồi ba quá mừng. Cái ba mới khiêng vô chạy. Khiêng vô chạy để đó. Rồi cái thì cái ông lớn nói bây giờ á ba chúng mình đó là cũng đồng thời bắt rắn mà được ba người đi kiếm tầm không được rắn thì được cục vàng thôi, bây giờ cục vàng này là chia làm ba, chia đồng phần là ba, khỏi ai thắc mắc hết trơn á. Thì ba người cũng đồng chiếu làm ba thì phải rồi, đâu có ai là khiếu nại gì nữa. Là cái ông lớn đó, bây giờ trước khi chia vàng thì bây giờ khẽ ra một miếng, kêu chú nhỏ trong này là có mày nhỏ hết, mày đi khẽ được miếng vàng cho mày đem cục vàng ra chợ bán, rồi mày mua rượu thịt rồi về cơm nước rượu thịt vô mình là ăn nhậu rồi cái mình khẽ cục vàng là ba mình chia ha. Thì cái chú nhỏ mới chợ cũng đồng ý cũng chịu khẽ miếng vàng chú nhỏ đem ra mà chợ bán. Thì ông hai ông lớn này cục vàng bự nhưng mà chia làm ba thì mình được ít. Thôi bây giờ tao nói mày, chú lớn chú ra kiện nha, bây giờ cục vàng này phải chia làm hai, chia hai cái này dễ chia mà mình được nhiều mớ nữa, thấy không? Cái lòng tham lúc này nó chổi lên, cái nó bây giờ nó đi ra ngoài nó mua thịt rượu rồi về thì đi ngang mình chặn ngang không gắn mình lấy cây mình quánh nó chết rồi tao mà chia hai, cục vàng chia làm hai nó dễ lắm, chia làm ba chia khó mà mình ít thêm mớ nữa. Thôi bây giờ làm hai thì mình nhiều thêm mớ nữa. Cái chú nhỏ kia nó vậy cũng được, chúng cái lòng tham của ông đó lại nhiều thêm nữa mà ông khoái. Rồi được, thì cái ông nhỏ ông đi, chú nhỏ chú mua đi ra ngoài chợ mua nghe là cơm nước với thịt thà rồi kia, rồi chú mới nói cục vàng này đâu mà mấy ông biểu mình đi chợ khẽ cục vàng ra rồi bán rồi mua cơm mua rượu mua thịt cho mấy ông nhậu, cục vàng bự mà chia làm hai thì mình còn ít. Thôi bây giờ sẵn đây nè, mình mua xúc lọc mình để vô cái cho hai ông ăn, hai ông chết vàng gì mình chợ khỏi chia làm ba. Cái ông nhỏ còn tính còn dữ tợn hơn cái ông cái ông lớn nữa. Cái ông nói như vậy ông tính rồi, cái ông được rồi, như vậy là mua thuốc độc mình để vô cho hai ông ăn với nhậu rồi là mẻo thì mình vàng gì mình, thì mình một phần mình được cục vàng này quá giàu rồi, cái xóm làng mình đâu có ai giàu bằng mình đó. Thì ai nấy cũng tính kế mà ai nấy làm theo kế nấy ha. Rồi cái chú nhỏ đó chú mua thịt thà cơm nước gì rồi thịt thà vô, cái chú mới mua cái thuốc độc chú pha vô rượu pha vô cơm, chú xách về lòng toan đi về đó. Chú đi về dọc đường mà gần đó cái trại, chưa tới cái trại thì có cái khung vắng có cái lùm cây thì hai thằng này nhảy ra nó quánh thằng này chết. Hai này cầm dây sẵn đón mà đánh thằng này là chịu mấy cây lên đầu là chết, ngã nằm xuống là quất vài cây nữa là chết luôn. Rồi mới bỏ cá thịt về rủ thịt về lại chạy ăn nhậu, hai ông ta cừ nhậu mà như vậy tao mà chỉ hái dễ không, mà nhiều thêm mưa nữa mà dễ chia nữa đó. Hai ông cừ mở mẻm rồi là uống vô đó, rượu thịt gì mới uống vô mới có nửa đường gì lát thì hai ông thấy trong mình đầu óc nó quay nó quần nó sao nó kỳ quá. Thì ông kia nói hai sao mày, tao sao mà uống cái này xong đầu óc nó quần hay làm nó uống ít nó vậy, tao phán cái nữa rồi quất vô ly nữa. Quốc vô ly nữa cái ông nẻo mẻo luôn. Cái ông kia nói ủa mình sao thấy trong mình nó cũng lần thần nó khó chịu à, không biết sao kỳ vậy trần. Thì nói vừa buồn ngủ mà vừa nó quay trong mặt thôi ngã xuống ngủ. Thì hai ông nằm chút xíu là hai ông máu mũi máu họng gì ra tuôn ra là hai ông học máu chết hết trơn, bị thuốc độc ngấm rồi chết luôn.
Đó thì té ra đó, cái chú nhỏ bị đánh chết rồi thì tới hang lớn này ăn đồ cũng chết luôn. Thì thành ra lòng tham nó khởi lên, thành ra tham quá tham, thành ra khiến ba ông chết hết, không có ông nào hưởng được cái cục vàng này chút nào hết. Đó, rồi cho nên tới cái mẫu chuyện này đọc trong kinh, trong cái sách ra thì cái nhà nho bên Tàu á mới thấy cái mẫu chuyện này cũng hay hay. Rồi mà ổng mới đặt thêm mấy cái câu thơ nữa. Ổng mới nói nhân tham tài thì sát tử, điểu tham thực thì tắt vong. Đó, con người mà tham tài quá thì chết. Mà con chim mà nó tham đồ ăn á thì nó cũng chết. Thì hai ông này á chết rồi á thì chừng mà hai ba bữa sình thúi lên thì con cơn gù quạ nó mới ba cái hơi nó mới lợi, nó mới ăn thịt hai ông này thì con cơn gù quạ nó cũng chết luôn. Đó, thành ra ông nói nhân tham tài sát tử, nó tham tiền nhiều quá thành ra kế hoạch làm ra như vậy là phải chết, chết vì thuốc độc. Còn điểu tham thực thì tắt vong, con chim mà nó ham ăn quá thì nó gặp ông này thì là cái bơ mùi thuốc lợi nó ăn cái thịt ông nó cũng chết luôn. Đó thì điểu tham thực các không. Đó thành ra nó lòng tham á, chứ không phải chỉ sống ăn ở biết thương với nhau. Mình có em út mình có, hay là anh mình có, hay sớm chờ mình có, người có mới mới gia đình ai cũng vui vẻ ở mà biết thương yêu thượng thảo giao thì ba ông này đâu có chết. Ông nào cũng muốn gì quyền lợi cho mình nhiều, thành ra mới xảy ra cái chuyện chết đó. Tham mà tham đó, đây là một mẫu chuyện là chữ tham nó có cái tác hại là như vậy đó. Thành ra Đức Thầy mới tả ra nhiều cái tham, mà không phải tham này thôi, tham nhiều cái đó, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham tế, tham của, tham cải, tham nhà cao cửa rộng, thêm đủ thứ tham, mình kể không hết đâu. Thành ra dốt cuộc là cái tham đó, vì cái tham mà nó sanh ra cái chuyện cho mình trở lên đến cái chỗ chết mà mình không biết chừng nào chết mới hay. Đó như con rắn độc vậy đó. Đó là một chuyện thông cảm nghe. Có nói câu nói nào mà chưa có sáng nghĩa thì bà con cũng liên hệ và để chỉnh sửa giùm tôi thành thật mắc ơn. Kính thưa quý vị, nãy giờ tôi nói chia sẻ giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy được bao nhiêu công đức, tôi xin hồi hướng công đức này hết về cho của quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ chung của chúng ta và tất cả chúng sanh trong cõi âm và trong cõi mười cửa ngục, cũng nhờ cái phước báo này mà nhờ Đức Phật từ bi cứu độ hết tất cả những vong linh được thoát chốn mê đồ giáng sanh về miền cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.